Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cua Cà Mau này các bạn. Cua này cua thịt khổng lồ luôn đấy nha. Đây, còn sống này. Đó, các bạn đoán xem con này bao nhiêu ký, bao nhiêu nặng bao nhiêu. Cái cọng dây nó rất là nhỏ nha. Này mua trực tiếp ở quê Cà Mau luôn luôn đấy nha các bạn. Đó, cái càng này, cái càng to. Rồi cái càng nó là hơn hai ngón tay này các bạn. Nào, hôm nay mình sẽ review con này nhé. Con này không được ký đâu. À, các bạn nhìn như vậy thôi nhưng mà chỉ được 8 lạng thôi. Mà chắc là sẽ rất là tuyệt vời đấy. Nào, mình sẽ review con này, mời cả nhà nhá. Này, bây giờ mình sẽ chế biến món này như nào đây ta? Chúng ta sẽ luộc, hấp đấy. Cho hấp bia nha các bạn nhé. Các bạn chờ một chút. Chào các bạn nha. Đây, cua đã đến ở đây các bạn. Đây, sau khi hấp bia là nó vàng như này đây các bạn ạ. Rất là to nha các bạn. Cho bạn xem lại nha. Đây. Đó, sau khi hấp. Tuyệt vời nha, mình sẽ sử dụng cái càng trước. Càng là cái bộ phận ngon nhất của con cua đó. Mời cả nhà nhé. Đây, giới thiệu với các bạn đây là nước chấm. Nước chấm này là tiêu với chanh, tiêu nó cay cay, chanh nó hợp với cua nhé. Cái càng to này, thịt nhiều đấy các bạn ạ. À, cua này rất là nhiều thịt đấy. Đây. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Thịt không này. Không? Mời cả nhà nhé. Rất là ngon. Ngọt nữa. Đúng là cua còn sống mua trực tiếp về cũng ngon thật các bạn ạ. Rất là nhiều thịt đấy. Đây các bạn. Thịt không? Wow. Không thể nào mà ngon hơn được đâu các bạn ạ. Này là ngon hết sảy rồi. Miếng thịt không mà nó vậy đó. Các bạn xem thấy hay ấy, thì hãy like, share và comment những ý tưởng bên dưới nha các bạn nhé. Hai đây. Ăn là phải thưởng thức cái càng trước đúng không các bạn? Đưa ra cho các bạn xem luôn. Đó. Này cua này là mình mua trực tiếp ở dưới Cà Mau nha các bạn nhớ nha. Đây có người bạn ở dưới quê Cà Mau đem lên để mua trực tiếp luôn. Mà cua này mua trực tiếp ở dưới cũng không phải mắc mấy đâu, có 300 ngàn ký. Còn nếu mà các bạn mua ở trên thành phố là mắc lắm nha. Nó vào dây khoảng
450 đến 500 ngàn ký đó, nếu mà mua ở trên thành phố á. Là nhiều thịt đấy. Cái này càng hai cái càng là đã rồi, bây giờ là thưởng thức cái phần thịt nó nha các bạn. Đây là con cua này, cua đực này. Cái cua đực nó cái mai thì nó nhỏ. Nhìn các bạn, nhìn cái lưng nó này. Sau khi bóc ra thì con này nó bóc ra đẹp dữ ta này, thịt không này, mời cả nhà nhé. Rất là nhiều thịt này các bạn đó, bóc ra thịt không này. Cua này đúng ngon thật chứ. Đó giờ mình ăn cua chưa bao giờ bóc ra vậy luôn á. Nó phải ra từ cái mảng to nè, mà bây giờ nó bóc cái mai không à. Còn cái thịt nó giữ lại làm thành mảng to đùng nè. Đấy. Quá tuyệt vời. Một mình ăn con này là no luôn nha các bạn nhá. À. Này khi mà mình lấy về tươi mà ăn ngon thì đó giờ mình thấy hấp bia là nó ngon nhất rồi. Hấp bia chấm tiêu chanh là ngon nhất rồi. Còn nếu mà các bạn mà cảm thấy có cách nào hay hơn mà ngon hơn thì các bạn chỉ mình với nhá, comment bên dưới. Các bạn comment bên dưới là mình có thể đọc được.
miếng cuối cùng và wow, hết các bạn ơi. Bài trên trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.